tiêu Việt Nam mà thật sự tôi đang trồng tiêu lớp rồi Việt Nam rồi tiêu này nữa. Nè cô chú anh chị em thấy trái tiêu không? Bắt đầu nó mới ra nè. Thì cái tiêu lớp Việt Nam Thư Phan đã trồng qua của một người chị order, của một người anh ở Florida gửi cho Thư Phan trồng rồi. Thư Phan nhân giống được 7 cây năm trước. Tuy nhiên cái mùa lạnh không biết sao mà nó ung thì ung hết trơn luôn. Thì sau đó được một người em ở cũng ở Florida tặng cho Thư Phan cái tiêu Việt Nam này của chú anh chị em. Thì nếu mà so ra đó, cái cây tiêu lớp thực sự quý hơn cây tiêu thường, nhưng mà Thư Phan nếu mà so ra cân đo đong đếm thì Thư Phan lại thích tiêu Việt Nam hơn, tiêu thường hơn, bởi vì nó thông dụng hơn. Trái nó này được chứ, đó trái nó nhỏ xíu này nè. Đặc biệt đó là cái món Thư Phan bao tử hầm tiêu Thư Phan hay ăn có một chùm tiêu xanh bỏ vô, ta nói ăn mê ly rụng rốn luôn. Thì còn tiêu lớp á thì mình chỉ làm được muối tiêu lớp thôi, rồi kho cá bỏ tiêu thôi, nhưng mà cái tiêu thường mình nó thông dụng hơn nhiều, cho nên là thôi kệ, có cái tiêu thường cũng được. Và Thư Phan trồng nay được 1 năm nè, tôi chú anh chị em coi nè, nó xum xê dữ lắm. Thì trời lạnh nó hơi đèo đẹp chút xíu. Thư Phan thấy loại tiêu nào cũng thích ở dưới bóng mát của một cái cây lớn. Thì cây này là cây đào của nhà Thư Phan đó, Thư Phan để dưới gốc nó nè cho nó có độ mát và đủ nắng cho nó phát triển rất là tốt. 1 năm mà nó xum xê to lớn thì cũng dễ chiết, Thư Phan thấy cũng dễ chiết luôn chứ anh chị. Cái niềm đam mê thì khỏi nói rồi, một khi là đã mê rồi thì cái gì Thư Phan cũng mê cây, mê dữ lắm, mê mấy cái gì mà của Việt Nam, cái gì mà quê quê mà cái gì mà thông dụng á, tôi đang thích. Đó, đây là cây tiêu Việt Nam. Tiêu thường thôi. Tiêu lớp tôi phan chết queo hết trơn rồi. Mà tôi phan cũng không có gì gầy giống luôn, kệ nó. Bữa nay là bên Thư Phan đầu tháng 5 thì Thư Phan quay vườn đầu tháng 5 chia sẻ với cô chú anh chị em là vườn Thư Phan có gì. Thì thực sự cái vườn Thư Phan có chút xíu à, không có bự đâu nha cô chú anh chị em, nhưng mà tự vì Thư Phan thích trồng có đủ loại cho nên thì nhìn thấy có nhiều thứ, nhưng mà thật thu nhỏ có chút xíu thôi. Như đây là ớt chùm Thái thì Thư Phan có chia sẻ mấy năm trước rồi, nó tên là Houston White Thái. Thì Thư Phan cũng có chia sẻ với một số anh chị nào đó trên YouTube và Facebook. Thì những anh chị đó trồng sẽ biết được cái cây ớt này như thế nào, và coi cái mấy cái video cũ của Thư Phan nha, của chú anh chị em. Cái cây nó cao hơn 1.5 rưỡi rồi, nó nói ngồi tới nhổ cỏ thế này. Thì năm nay Thư Phan trồng mấy 30 cây á. Đây là cái lá mè này nhỏ em mới cho. Lá mè thường thường ta cuốn sushi ở trong chợ ít mát, Thư Phan thấy có mấy lá mà mấy đồng á cô chú anh chị em. Thư Phan thấy thì mỗi năm Thư Phan trồng tiết tô Nhật, thì Thư Phan ăn tiết tô Nhật nó có màu tím, nó có màu xanh, nó dễ trồng y hệt như tiết tô Nhật giống y hệt tiết tô. Và Thư Phan nghĩ cái cây lá mè này cũng giống y hệt như cây tiết tô Nhật thôi, mùi vị cũng giống. Có cái lá mè nó thẳng, nó to hơn lá tiết tô Nhật chút xíu. Lá của tiết tô Nhật thì nó quắn xoăn lại tí xíu nữa Thư Phan sẽ quay cái cây tiết tô Nhật cho cô chú anh chị em coi. Đây là kinh giới. Cái cây tía tô với cây kinh giới rất là dễ trồng, nếu mà cô chú anh chị em không có ngắt ngọn nó vào tháng 9, tháng 9 thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều và tự rụng hạt lên như một cái đám rừng u minh luôn, nếu mà cô chú anh chị em để vậy. Còn nếu không mà cứ ăn ngọn nó hoài tháng 10 tự nhiên mất giống, có khi không còn cây nào luôn á cô chú anh chị em. Đây là ngò gai, kẹt cua lý nhí với này nè cô chú anh chị em.
Đây, đó là ngò gai. Ở này lá cẩm cam, lá cẩm đỏ gì đó. Thu Phan trồng mà hai loại trước khi trời lạnh á. Thu Phan để riêng, nhưng mà khi trời lạnh á, nó quéo xong rồi Thu Phan phân biệt không được, rồi để ra ngoài luôn, trồng chung với nhau. Thì giờ nhìn nó cũng giống luôn, Thu Phan cũng không biết là đỏ hay cam nữa. Tại vì cái lá màu cam hình như nó lá nó nhọn, còn lá màu đỏ như lá tròn thì phải nè. Cô chú anh chị em thấy nó tròn không? Lá nè, cho nên giờ hên xui đi. Thu Phan sẽ thử nghiệm sao. Cái tàn rộng lắm. Phan nhớ là cái tròn là đỏ mà nhọn mà cam, mà giờ sao nhìn nó giống giống luôn. Như là cái chùm ruột. Giờ tôi sang quay từ bếp đi, từ cái một luống đi. Phan đi vòng lại cái ớt đi. Đây là rau muống tôi Phan mới cắt ăn, cho nên là nó mới lên lại hai bếp rau muống. Đây là cải keo. Trời ơi, tôi Phan gieo nó lên quá trời. Mà tôi Phan biết là cây cải keo một cây nó lớn dữ lắm. Tôi Phan gieo lên xong giờ mới giờ tính cắt ngang ăn luôn, chứ giờ nhiều quá cô chú anh chị em ơi. Nó li ti á, ăn nghe nó rất là tốt. Mà vườn Thu Phan giờ ốc đang hoành hành. Đây là cây thuốc dồi, Thu Phan mới nhân giống lại sau lạnh nè. Bên đây một bé cà đó, Thu Phan nhổ cà dục hết rồi. Cà chua nhiều quá mà cà chua sâu quá. Đây là ớt nè. Ớt này thì trồng sau cái bếp ớt hồi nãy, cho nên là nó chậm hơn. Đây là khổ qua. Khổ qua này là có mấy loại ở trong đây á cô chú anh chị em. Ông xã Thu Phan nói thôi không làm vàng nữa. Thu Phan lấy cái cây Thu Phan cột lại giả chiến nè. Nó xanh tốt nhìn thấy thương. Nó gươm lại. Khổ qua cũng là một trong những loại rất là dễ trồng, mình trồng một lần á, có những trái nó chín không có hai á cô chú anh chị em, thì cái trái nó tự nứt ra hột rụng xuống là nó lên mỗi năm. Thu Phan có tới 3-4 loại gì đó, tuy nhiên thì em nào lên thì Thu Phan trồng em đó. Đây là khổ qua Việt Nam, vỏ rất là mỏng. Ở ngoài thì đây nữa nè, với lại thiên lý nó cũng bắt đầu bung lộ rồi cô chú anh chị em. Hứa hẹn thì khổ qua rất là nhiều luôn. Tại vì nó rải rác á, Thu Phan chỗ nào Thu Phan thấy nó bò được thôi cho nó bò luôn khỏi nhổ. Nó nằm nó chen chút vô trong này nè. Trong kia là thuốc dồi. Đó, rau muống. Này lá cẩm tím này của chú anh chị em, cái lá nó có cái vệt trắng á. Thu Phan trồng giữ giống. Thì là Thu Phan cắt trụi hết rồi để trong đó. Xương sâm, lá giang nè. Đầu mùa nó lên lại chưa có được tốt lắm, nhưng mà cũng ok. Lá vàng hoe, không có được sung. Biết có con gì mà có một cái lỗ đây nè, sâu hay gì rồi. Xương sâm nè. Thu Phan văng cái này cho nó bò lên nè. Với xương sâm. Đây là tía tô Nhật. Nó lên nhiều lắm, Thu Phan nhổ hết rồi. Chừa vài cây thôi, nó mà rớt xuống một cái thôi khủng khiếp. Nè, tía tô Nhật màu đỏ nè, cô chú anh chị em màu tím nè. Chúng phải đỏ. Thu Phan thích giống này cái muốn giữ nó lại. Còn những giống trắng thì Thu Phan thấy nó bình thường.
ăn cắt ăn hổm nay rồi. Này tía tô Việt Nam, tuy nhiên tôi phan nghe công dụng của tía tô, tôi phan giữ nó lại màu tím ở dưới này nè, ở trên không có tím, bên kia là bí đỏ đó cô chú anh chị em. Bí này mà trồng ăn bông cũng rất là ngon, bông quá trời thơm luôn, bông nó thơm nha cô chú anh chị em. Phan chắc được mấy trái rồi đó, 3-4 trái gì đó. Bông nhiều lắm, bông được không? Khi mà nó ra một lón bông được xong, nó ra một nùi bông trái. Bông ơi là bông. Phan thấy nó bò thì Phan văng cho nó cái lưới, ai ngờ nó bò xuống, nặng quá chứ. Tí tô thì Phan mới nhổ bỏ bớt. Rồi, cái này là trong kẹt. Ủa qua đây lên nữa nè. Đây là cái đường thứ hai. Tôi đang quay một bữa rồi. Gò gai rồi. Lá cẩm đỏ ha, cam gì nè. Tôi đang lộn hết trơn. Nó hai màu lá nè. Đây là hẹ. Tôi đang mới cắt ăn luôn. Hẹ xanh tốt dữ lắm rồi trên cho em. Hẹ này có củ giống Việt Nam, của Việt Nam chứ không phải hẹ của Mỹ. Càng cua nó mọc từ lơ luôn. Sáng chim hót líu lo. Ở đây có một dây bầu ngồi lô, tôi phan lỡ gieo nó lên nhiều quá cho nên là có nó lên ớt là không có bỏ đành cho nên là trồng luôn. Cũng là bầu ngồi lô. Đây là cải đồng nó lên lẹ ghê. Đây là rau răm. Tôi cho anh chị em thấy không, rau răm mà ốc sâu nó không có tha nó ăn nè. Kệ đi, con nào hưởng cái đó. Sâu dã man lắm. Vườn cây phan nó đang bị mấy cái con gì á. Nó ăn trời ơi, sơ sát như con gà. Cái này chanh dây, tự nhiên cái hộp nó rụng mới lên, tôi phan trồng luôn. Còn đây là cây cây hoàng ngọc, cây trà hoàng ngọc đó cô chú anh chị em. Cũng rất là tốt. Cái này là một trong những cái thuốc hay gì đó, trà cần nước nha tôi phan nè. Bị con gì nó ăn tơi tả, nó lấm tấm ở trên lá đó, tôi phan chưa có cắt. Kệ đi, ăn chưa tới. Cái này tôi phan mới cắt ăn nè, xấu quắc luôn. Cần nước nó tốt mà mùa hè là không có tốt. Đây là dây bí dứa nè cô chú anh chị em. Nó lên tới vàng rồi. Ngổ cho Phan mới đổi giống lại, lên lại tốt ghê, nhanh thiệt chứ. Này xà lách son Nhật. Xong rồi tôi Phan cũng có chia sẻ xà lách son Nhật với cô chú anh chị em đó. Nó lên lại tốt, nhưng mà xà lách son Nhật sâu nhiều lắm cô chú anh chị em. Cho nên là nhìn nó sơ sát luôn, lỗ mà kệ đi, không có thôi xịt thuốc thì nó ăn phụ mình. Mình ăn mình cũng an toàn. Đây là xà lách Việt Nam, nó ăn ra bông mà tụi chú anh chị em coi cái thân nó nè, cao to cong. Đây là đậu rồng. Thực sự thì Thu Phan năm nay không có tính trồng đậu rồng, nhưng mà cái này á là cái dây cái khi mà năm rồi Thu Phan trồng đậu rồng đó. Có trái khô mùa hè tôi phan giật, cuối mùa tôi phan giật cái dây khô xuống đó, là có mấy cái trái nó rớt nó rụng sao nó lên đi. Này chắc một cái cây nữa, nó nhỏ xíu mà cũng cho anh chị em nhìn nó ốm yếu lắm. Tự nhiên giờ xong nó sung quá trời nè, có lẽ thì thôi á nè. Nó chuẩn bị ra bông, ra bông rồi cũng cho anh chị em. Tôi phan zoom lại cũng được. Tháng này có thể trời mát nó ra bông nè. Vậy là tôi phan nghĩ đậu rồng mà 3 tháng hay 6 tháng gì phụ thuộc thời tiết có trái cô chú anh chị em. Tuy nhiên tôi phan nghĩ mùa hè thì nó sẽ không có đậu nhiều trái đâu, bởi vì nóng quá nó không có ra trái nhiều. Này là chuẩn bị ra bông đó, nhiều ơi là nhiều nè. Vườn tôi phan giờ này có cái con gì nó nhiều ghê thiệt. Hy vọng không biết còn xanh tốt nữa không biết. Đúng.
có thấy này cũng xà lách Việt Nam, nó đang ra bông, tôi đang để giống á. Bộ hoa thì xanh tốt, dễ sợ luôn. Xà lách Việt Nam luôn. Ra này. Đầu rồng bông chi chích. Đây là bầu hồ lô nữa nè, dưới là hành Việt Nam. Hành này nó nhảy dữ lắm đó anh chị em, tuy nhiên cái cọng nó không có to như hành của Mỹ mà nó thơm. Đó, tôi đang có hai bếp. Thì tôi Phan sẽ đi từ bếp. Này rau diếp cá. Đây là cần tàu. Tay này là cây sung sáo, tôi Phan dưỡng được qua mùa đông, nó cũng bị sâu ăn đó các anh chị em. Đây là dây bầu hồ lô thứ hai của tôi Phan nè. Hồi nãy ở dây thứ ba rồi, hồi nãy có dây đầu tiên nó chưa có trái. Chạy đi mình trồng nấm cũng đẹp nữa với chú anh chị em. Nhưng mà nó rất là dễ trồng, nó không phải như bầu kia đâu, bầu kia ổng ảo mẹo và trồng dễ bị sâu đục thân nè. Bị bệnh đốm là chết luôn. Này rau húng tôi Phan mới cắt nhiều lắm. Rau húng húng lũi trời ơi kinh khủng lắm. Tôi Phan mới cắt. Đây là cây ỷ tử nó em nó cho rồi, thấy con sâu rồi. Ồ, có cái con này nữa. Thì ỷ tử này nó tốt dễ sợ luôn, trái chín này nè các anh chị em. Công dụng của nó thì nấu với táo tàu này kia uống nó ăn tốt, lá nó cũng tốt luôn các anh chị em. Bông quá trời bông nè, nhưng mà hình như vườn tôi Phan có mấy cái con này nó nguy hiểm quá, lá nó bị hư hết trơn chết rồi. Nhìn cái bông nó đẹp lắm các anh chị em, kỳ tử nè, rất là dễ trồng luôn. Tôi Phan không có ngờ nó dễ vậy đó, nhỏ em nói trời ơi chị ơi nó dễ quá. Em tặng cho tôi Phan, tôi Phan nhìn thích lắm, nó ra bông ra trái liền luôn. Hổm nó có chút xíu mà lại bự tổ nè. Đây. Mấy cái con này tôi Phan phải pha nước rửa chén sạch rồi. Húng cây húng lũi gì bị hết. Cái lá nó bị nhám 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 luôn cho anh chị em. Thì đây là củ kiệu nè, càng cua rau má. Cái bếp này thì tôi Phan mới vừa nhổ cây để cái bếp này trồng cái khác, mà giờ mấy anh cần cua lên thôi kệ. Đây là mướp táo rồi chú anh chị em, năm nào tôi Phan cũng trồng mướp táo nè, năm thứ hai chứ. Năm nay không có trồng mướp hương nữa. Mướp táo nè, nó ra trái lẹ ghê, dễ thương. Mướp táo nhìn cái trái nó dễ thương, ăn thì nó ngọt hơn mướp hương mình á, nhưng mà nó không thơm bằng thôi. Này gốc Phan mới tỉa lá đó, đóng lá đất thì bò đầy vàng rồi, nó chuẩn bị ra hoa đực rồi nè các anh chị em. Chi chích này nè. Năm nào tôi Phan trồng tới mùa này cái tôi Phan đi chơi cái thế là không ai thụ phấn, thế là rất một đồng mà không có. Đây là bắp cải nè, tôi Phan có quay rồi á, tôi Phan trồng bằng cái cùi của nó mua ăn xong tôi Phan ghim chặt ra. Nó lên được 4 bắp. Nghe nó cuộn rồi nè. Này cũng là bí dứa. Phan lấy cái dây á, tôi Phan cho nó leo lên, bắt cho nó leo lên. Đây là bụi ngót nè, cái cây bụi ngót mấy năm trước của tôi Phan á, cô chú anh chị em nhớ không, nó cao lớn lắm. Tôi Phan đào lên hết luôn, cái gốc của nó bự lắm cô chú anh chị em. Đây là rau chua. Tôi Phan mới cắt ăn nó cũng lên lại lẹ thiệt chứ. Bên tôi Phan mấy ngày nay mưa quá trời cho nên là nhìn cây nó lem luốc sình không. Nhưng mà trời mưa thì cây cối nó tốt của chú anh chị em. Rau chua. Cua khắp nơi nè. Đây là luống ớt thứ ba nè. Luống ớt thứ ba. Trời luôn cô chú anh chị em thấy không, nó lùn lắm mà nó trái vậy nè, thấy thương.
từng dãy lá húng chanh cẩm thạch á, nhìn cái lá rất là đẹp, trời thơm lắm. Thưa Phan thích chanh chua mà có cái lá này. Ngoài nêm chanh chua thì mình trị ho, trị ho tốt đó thôi chú anh chị em. Phan đầu mùa nó èo dễ sợ luôn, nó còn có chút xíu à, vậy mà giờ nó bung là của chú anh chị em thấy nó kinh khủng luôn á. Nhưng mà kể đi, mình nhìn lá cũng thấy vui nữa, đẹp, ăn không hết. Tại Thư Phan sắp đi Việt Nam, chứ nếu như mà Thư Phan ở lại Mỹ, Thư Phan có thể tách ra xe giống được nè, nhiều lắm, chỉ cần đụng như vậy nè mà thơm nức nở luôn của chú anh chị em, thơm lắm luôn, Thư Phan thích lắm. Đây cây bùng ngót này, húng cây nãy Thư Phan quế nè chú anh chị, quế Thư Phan trồng hộp, đây là quế tím em cho nhỏ em cho năm rồi, Thư Phan gieo hộp mới lên nè. Thư Phan trồng gieo nó lên gì được mấy cây đó Thư Phan xe, còn cái này nhỏ em nó gieo cho nè. Ủa sao mà cái màu nó không có ra nha, không có tím như của Thư Phan nha, không biết tại sao nè. Đây là bạc hà là dễ trồng nhất, dễ nhanh xanh tốt, nó có củ như phai môn nữa các anh chị. Đây là bét hành, Thư Phan cắt ăn từ lưa rồi, quá trời càng cua nó lên nè.